Trường Giang nhận ngu khi đánh mất hạnh phúc, Nhã Phương, tôi không còn kỳ vọng vào tình yêu. Sau nhiều ngày im lặng, Nhã Phương đã chính thức lên tiếng chia sẻ về cách mà cô vượt qua những khó khăn, cũng như quan điểm về tình yêu đối với cô bây giờ đã thay đổi. Câu chuyện lùm xùm giữa Trường Giang nam em đã tạm lắng xuống, công chúng lại tiếp tục đổ dồn sự chú ý về phía Nhã Phương Trường Giang. Mới đây, sau nhiều ngày im lặng, nữ diễn viên chính thức lên tiếng khi trả lời với báo về những khó khăn mà cô đã trải qua trong khoảng thời gian một năm gần đây, cũng như lần đầu tiên Nhã Phương nhắc đến vấn đề về tình yêu sau nhiều lần từ chối với báo chí. Khi được hỏi chuyện tình cảm có ý nghĩa như thế nào đối với nữ diễn viên tuổi thanh xuân, Nhã Phương cho biết đến thời điểm hiện tại, chuyện tình cảm bây giờ đối với cô đã có nhiều thay đổi, cô đã không còn quá kỳ vọng nhiều vào tình yêu. Như mọi cô gái dù trải qua nhiều biến cố, tôi vẫn mong muốn có một cái kết đẹp trong tình yêu. Tuy nhiên cảm nhận của tôi về tình yêu giờ đã thay đổi nhiều, tôi bình tĩnh, chín chắn và điềm đạm hơn, không kỳ vọng quá nhiều nữa, Nhã Phương chia sẻ. Đồng thời người đẹp cũng cho biết thêm, dù cô là người sống giàu cảm xúc, tuy nhiên ở thời điểm bây giờ, Nhã Phương chỉ muốn tập trung cho công việc hơn là những ồn ào xung quanh cuộc sống. Tôi nghĩ ở mọi thời điểm, chuyện tình cảm đều rất quan trọng, nhất là với những người giàu cảm xúc như tôi. Đôi lúc tình cảm còn quan trọng hơn công việc. Tuy nhiên hiện giờ tôi muốn dồn sức cho sự nghiệp, tôi đang có nhiều kế hoạch mới cần hoàn thành, Nhã Phương bộc bạch tâm sự. Dù trải qua những sóng gió nhưng Nhã Phương vẫn giữ được tinh thần thép. Trước đó lên tiếng về ồn ào với nam em Trường Giang, tiếp tục chia sẻ về mối quan hệ tình cảm của anh với Nhã Phương. Sau tất cả, nam danh hài sứ quản thú nhận, đó là sai lầm của tôi. Nhiều người nói bản chất con người là điều khó thay đổi, nhưng tôi cũng mong mọi người hiểu, người tốt nào cũng có quá khứ và người xấu nào cũng có tương lai. Trường Giang ngậm ngùi cho biết, đến bây giờ tôi không dám mong chờ Nhã Phương tha thứ, vì chính mình còn chưa thể tha thứ cho bản thân, tôi đang sống trong dằn vặt rất nhiều. Nhã Phương cực khổ nhiều rồi và đây là lúc cô ấy cần được hạnh phúc. Trường Giang không mang lại được hạnh phúc cho Nhã Phương thì đó chính là điều tệ bạc nhất cuộc đời tôi. Tôi thực sự quá ngu ngốc, Trường Giang nói. Nhã Phương cúi đầu ngó lơ khi Trường Giang thú nhận sai lầm. Mặc cho Trường Giang đã lên tiếng giải thích, Nhã Phương vẫn giữ im lặng như mọi lần, khiến nhiều người ngỡ ngàng. Tối 21 tháng 4, Nhã Phương trở thành tâm điểm của sự chú ý khi xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nữ diễn viên tuổi thanh xuân diện đầm trắng, đeo kính đen và một mình về Sài Gòn sau khi hoàn tất lịch trình tại Vịnh Hạ Long. Dù khá mệt mỏi, nhưng Nhã Phương vẫn một mình loay hoay với hành lý mà không có bạn trai ở bên phụ giúp. Tại sân bay, khi nhìn thấy có nhiều ống kính hướng về mình, Nhã Phương lặng lẽ cúi đầu. Cô ngó lơ mọi thứ xung quanh và di chuyển rất nhanh ra xe riêng. Trước đó Trường Giang từng cho biết, đến bây giờ tôi không dám mong chờ Nhã Phương tha thứ, vì chính mình còn chưa thể tha thứ cho bản thân, tôi đang sống trong dằn vặt rất nhiều. Sau những chuyện vừa qua, mối quan hệ của Trường Giang và Nhã Phương chắc hẳn không thể tránh được sóng gió. Lời cầu hôn đồng năm nay cũng dễ lung lay. Tuy nhiên danh hài cũng mong mọi người đừng hỏi và cũng đừng quan tâm chuyện anh và Nhã Phương còn yêu hay không. Nam diễn viên cũng xin mọi người đừng nói gì đến Nhã Phương nữa để cô được sống bình thường. Nhã Phương cực khổ nhiều rồi và đây là lúc cô ấy cần được hạnh phúc. Trường Giang không mang lại được hạnh phúc cho Nhã Phương thì đó chính là điều tệ bạc nhất cuộc đời tôi. Tôi thật sự quá ngu ngốc, Trường Giang nói. Đặt trường hợp chúng tôi đã không còn bên nhau, mọi người có thể cho rằng tôi làm điều này bây giờ đã quá muộn, không cứu được chuyện tình cảm. Nhưng với tôi thì không muộn, bởi tôi sẽ tự thức tỉnh, cứu vãn được chính mình, dây dứt cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, Trường Giang chia sẻ. Vì sao Trường Giang bị nam em và các sao nữ chọn để lợi dụng tên tuổi? Từ lâu trong showbiz vẫn thường nói, Trường Giang được tổ nghề đãi, sự nghiệp lên như diều gặp gió, dù tai tiếng không ít. Danh hài xứ quản là ngôi sao hạng A kỳ lạ của showbiz. Trường Giang, nam em đụng tới Nhã Phương, tôi không để cô ấy yên ổn. Nam danh hài lần đầu trải lòng về ồn ào tình cảm với nam em thời gian qua. Anh nói nhận hết mọi đau buồn sai lầm về mình, chỉ xin khán giả đừng nhắc đến Nhã Phương. Siêu sao siêu ngố vẫn bị coi là bộ phim trăm tỷ gây tiếng vang một cách khó lý giải. Nhưng nhờ thành công của bộ phim này, nhiều người cũng lờ mờ nhận ra sức mạnh ngôi sao của cá nhân Trường Giang. Bởi trong cùng thời điểm ra phim là xung quanh dịp Tết Nguyên Đán, phim của hai ngôi sao hạng A khác là Hoài Linh, Đích Tôn Độc Đắc và Kiều Minh Tuấn, 7980, phim này có cả năm em đóng có thành tích tệ hơn rất nhiều. Trường Giang làm gì cũng hot,
Điện ảnh chỉ là một trong những lĩnh vực mà Trường Giang được tổ đãi trong những năm qua. Bên cạnh đó, dù anh làm gì, dẫn chương trình, làm trưởng phòng game show, yêu đương lên báo, mức độ quan tâm của dư luận đều lớn gấp nhiều lần so với các ngôi sao khác. Trường Giang tỏa sáng trong một xã hội có nhu cầu quá lớn về tiếng cười. Hiếm ngôi sao nào có sức hút khó hiểu như vậy, kể cả những ngôi sao hạng A, danh hài ngang tầm với Trường Giang trong showbiz, một nhà báo giải trí lâu năm nhận định. Trò chuyện với báo, Trường Giang cũng thừa nhận, trước khi thành công như hiện tại, anh cũng từng trải qua những ngày tháng ở nhà trọ giá thuê 1 triệu đồng, không tên tuổi, bị bầu show coi thường, vùi dập, họ quăng cát xê vài trăm nghìn đồng vào mặt. Khi một thí sinh trong thách thức danh hài chia sẻ rằng gia đình không đồng ý cho theo đuổi nghệ thuật vì nghề này bấp bênh, Trường Giang đã gật đầu đồng tình, đúng rồi, nghề này không có một cái gì đảm bảo hết, không ai chắc chắn rằng mình sẽ đi đến đâu. Sự nghiệp Trường Giang có dấu ấn lớn đầu tiên khi anh tham gia vở diễn Khó do chính mình viết kịch bản và đóng chính. Vở diễn được nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đặt hàng cho live show Bước Chân Miền Trung. Vai diễn 10 Khó theo Trường Giang đến tận bây giờ vẫn được công chúng dùng làm biệt danh để gọi anh. Sau vai diễn này, giai đoạn được tổ nghệ đại của Trường Giang bắt đầu, anh tham gia nhiều chương trình hài cùng những cái tên nổi tiếng như Hoài Linh, Chí Tài, Trấn Thành, Việt Hương. Bản thân danh tiếng anh cũng dần được nâng tầm. Bước ngoặt tiếp theo trong sự nghiệp Trường Giang đến vào năm 2015, khi anh có hai phim điện ảnh ăn khách Lật Mặt và 49 ngày, bộ phim Xe Duyên Cho Anh và Bạn Gái Nhà Phương. Sau đó là liên tiếp lời mời tham gia các chương trình truyền hình, phần lớn là chương trình hài, đưa Trường Giang đến với khán giả nhiều thế hệ như Ơn Rời Cậu Đây Rồi, Bí Mật Đêm Chủ Nhật, Hội Ngộ Danh Hài, Bước Nhảy Ngàn Cân, Chung Sức 2015, Thiên Đường Ẩm Thực, Ca Sĩ Giấu Mặt, Giọng Mãi Giọng Ai, Mặt Nạ Ngôi Sao, Cười Xuyên Việt, Cười Là Thua, Đấu Trường Tiếu Lâm, Thách Thức Danh Hài, Ai Cũng Bật Cười, Siêu Hài Nhí, Bảy Nụ Cười Xuân. Không đếm nổi những chương trình có Trường Giang tham gia, làm MC, trưởng phòng huấn luyện viên và khách mời. Hơi phóng đại nhưng cũng không sai khi khẳng định có những giai đoạn khán giả bật lên kênh TV nào cũng thấy Trường Giang. Như một bình luận trên mạng, anh cũng được coi là một trong những nghệ sĩ đắt số nhất showbiz. Đến khi Siêu Sao Siêu Ngố thành công cuối 2017, đầu năm 2018, phim gây phản ứng trái chiều vì nội dung không có gì xuất sắc. Vai diễn của Trường Giang cũng nhận hai luồng ý kiến, anh diễn tốt vai người anh quê mùa nhưng hóa thân chưa đạt vai siêu sao soái ca. Doanh thu trăm tỷ của phim khiến cả khán giả lẫn giới sản xuất phim bất ngờ. Mặc dù vậy, một chuyên gia truyền thông phim nhận xét, thành công của Siêu Sao Siêu Ngố là một ca lạ, nhưng cũng bớt lạ khi gắn với tên tuổi của Trường Giang. Có thể nói những nghệ sĩ như Trường Giang tỏa sáng trong một xã hội có nhu cầu quá lớn về tiếng cười. Bản tính lăng nhăng, tiền trách kỹ hậu trách nhân, sẽ không ai có thể lợi dụng tên tuổi Trường Giang nếu như anh không cho phép điều đó. Không phải thông qua lời nói mà là thông qua những hành động của chính anh trong quá khứ. Một thực tế không thể phủ nhận là chính từ phía Trường Giang có phát sinh tình cảm với nam em và Quế Vân. Những người về sau khiến anh trốn đâu cũng không né hết gạch đá. Cũng trong buổi trò chuyện với báo, Trường Giang gián tiếp thừa nhận anh từng thích nam em. Anh lý giải, Nhã Phương quá tử tế, quá hiền, quá ngoan, nên tôi nghĩ mình thích một cô nào đó, dù không đi quá giới hạn cũng sẽ không là vấn đề to tát. Nhưng suy nghĩ có phần dễ dãi đó đã mang lại rắc rối cho chính bản thân anh và làm tổn thương nhiều người xung quanh. Kể từ khi công khai tình cảm với Trường Giang, nam em có nhiều hành động đi quá giới hạn. Nhưng cô từng nói một ý rất đúng, Trường Giang từng làm tổn thương nhiều cô gái. Cô lên tiếng để mong anh biết mình sai mà dừng lại. Và mục đích đó của nam em suy cho cùng đã thành công khi Trường Giang cuối cùng đã thừa nhận tất cả là lỗi của tôi. Tôi thấy mình quá tệ, không còn mặt mũi xuất hiện ở đâu nữa, anh chia sẻ thêm. Trường Giang thừa nhận là lỗi của anh khi để cảm xúc dẫn dắt mình đi, là lỗi của anh khi làm Nhã Phương buồn, là lỗi của anh khi để người cha lớn tuổi lo lắng mất ngủ vì thương con, là lỗi của anh khi để gia đình hai bên của anh và Nhã Phương phải tổn thương. Và đúng như vậy, Trường Giang chỉ có thể trách mình đầu tiên. Gắn tên với Trường Giang là lên báo thành từ khóa hot. Chính vì đặc điểm làm gì cũng hot, cái tên Trường Giang đóng cả vai chính lẫn vai phụ, thậm chí vai khách mời trong nhiều câu chuyện trên báo chí, mạng xã hội. Trong đó tiết lộ chuyện tình cảm với Trường Giang đều có thể khiến bất cứ cô gái nào một bước lên báo hay trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Nam em sẽ không trở thành từ khóa nóng đến như vậy trong hơn một tháng qua nếu chiêu thức quảng bá MV mới của cô dừng lại ở việc sao chép Jibu, tuyên bố mỗi tháng một MV, sẵn sàng chịu ném đá vì chất lượng sản phẩm. Từ khi gắn tên mình với Trường Giang, từ khóa nam em bỗng nổ lên trên mạng xã hội.
Ngay cạnh nam em là Quế Vân, một người vẫn đơn phương lên tiếng và tung bằng chứng nhiều lần về chuyện tình cảm với Trường Giang, không chỉ là scandal gian díu ngày trước, mà đến tận đâu đây, Quế Vân vẫn xuất hiện trên báo với những thông tin liên quan đến Trường Giang. Ngay khi nam em tiết lộ từng hẹn hò Trường Giang, Quế Vân kể trên trang cá nhân rằng chính cô từng khuyên nam em đừng dính bẫy tình của danh hài nổi tiếng đa tình. Sau đó, khi nam em trở thành tâm điểm bị dư luận ném đá, Quế Vân vẫn lên tiếng bênh vực, thậm chí có những tiết lộ quá đà.